Kính chào bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Nhà nông làm giàu được phát sóng trên kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn 3N VTC16. Thưa bà con, việc lựa chọn giống gia cầm phù hợp không chỉ rút ngắn thời gian, chi phí chăn nuôi mà còn giúp giảm thiểu những rủi ro. Nhằm sản xuất giống gia cầm tại chỗ, đáp ứng nhu cầu các hộ chăn nuôi ở địa phương, một số trang trại trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình sản xuất giống gà lai chọi. Mô hình này không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn tạo ra nguồn con giống khỏe mạnh, chất lượng và đảm bảo lợi ích kinh tế bền vững cho người chăn nuôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời bà con cùng tìm hiểu về mô hình này. Lông bông, khô ráo và nhanh nhẹn, cùng một màu sắc và kích cỡ. Không phải đàn gà lai chọi một ngày tuổi nào cũng có được sự đồng đều này. Bà Ngô Thị Tuyến cho biết, đó là do đàn gà này được sinh ra từ việc thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo này thì con gà, cái tỷ lệ đậu phôi nó sẽ cao hơn, con gà khỏe mạnh hơn và tỷ lệ lở con gà cũng cao hơn. Trọng lượng quả trứng thì rất đạt và đồng đều, quả trứng này là to phải tới đến 25 gram trên một quả. Thụ tinh nhân tạo cho gà là phương pháp lấy tinh gà trống, chọn lọc và phối cho gà mái. Đây là cách để duy trì nòi giống tốt cho đàn gà con. Thông thường, phối tinh tự nhiên khi nuôi gà sinh sản thì 100 quả trứng nở được khoảng 70 con gà con. Tuy nhiên, áp dụng thụ tinh nhân tạo có thể đạt tới 90 tới 95 con gà con và gà giống đồng đều hơn. Như vậy, bà có thể tiết kiệm được chi phí chăn nuôi, giảm chi phí con giống từ 5 đến 7%. Khi mà làm phối tinh nhân tạo này thì nó sẽ có cái ưu điểm là con gà ăn đúng chế độ. Nó có chế độ đồng đều. Quả trứng và con gà con nó sẽ đồng đều thì con gà con sẽ đồng đều. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm của nó là con gà phối tinh nhân tạo thì nó sẽ dễ bị viêm nhiễm hơn. Và lồng chuồng máng nó sẽ hỏng hóc nhiều hơn. Cái chi phí và những cái hao hụt về lồng chuồng là sẽ nhiều hơn. Để thuận tiện cho việc ứng dụng công nghệ mới, bà Tuyến nuôi riêng biệt đàn gà bố và đàn gà mẹ. Gà chọi trống được nuôi theo từng ô riêng. Mỗi ô chuồng có diện tích từ 1 đến 2 mét vuông để thuận tiện cho việc khai thác tinh. Còn với gà mái là giống D308, bà bố trí nuôi trên hệ thống lồng tầng trong nhà lạnh để vừa thuận tiện cho công tác thụ tinh nhân tạo, vừa đảm bảo các yếu tố sinh thái, an toàn dịch bệnh. Mỗi chiếc lồng đạt tiêu chuẩn sẽ nhốt được 3 con gà mái này. Mỗi một con trống một chuồng và mái là 3 con một chuồng. Và lấy tinh của con trống phối cho con mái thì mới có đảm bảo được cái con dòng con của nó là chuẩn. Ngày trước thì cũng có làm cái con dòng ba máu thì thả tổng đàn được, nhưng mà bây giờ theo với lại cái nhu cầu của chăn nuôi của bà con thì lại muốn con nó có cái chất lượng cao cấp hơn. Cùng với đó, cơ sở còn đầu tư dây chuyền công nghệ phối trộn thức ăn tự động, gà được cho ăn theo nhu cầu, định lượng phù hợp. Tuy chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng bà có thể giảm được nhiều công lao động, kiểm soát chất lượng nguyên liệu thức ăn đầu vào. Mỗi một ngày công ty bây giờ là dùng hết từ 6 tấn rưỡi đến 7 tấn cám trên một ngày. Như ngô và khô đậu thì mình đã nhập hàng nhập khẩu. Mình lấy từ cảng, lấy cả một công về đóng gói và đưa vào kho quản lý. Nói chung là cám gạo, cám mì mình cũng nhập từ các nhà máy hết. Cho nên cái nguyên liệu nó rất là đảm bảo. Dầu ăn cũng nhập từ công ty. Tất cả mình kiểm soát được về nguyên liệu. Và cũng tiện lợi hơn cái là khi mà ăn cám công ty ấy, mỗi khi mà mình muốn dùng thuốc phòng cho gà thì nó phải hòa vào nước thì nó hay bẩn đường ống, phải vệ sinh đường ống. Nhưng khi mình trộn cám này thì mình có thể coi như là đưa luôn vào máy, trộn cùng thức ăn luôn. Nhờ ứng dụng những công nghệ mới và phương pháp chăn nuôi phù hợp, mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường từ 500 đến 1 triệu con gà giống lai chọi.
sạch bệnh, tỷ lệ sống cao, lợi nhuận thu về hàng tỷ đồng mỗi năm. Tại công ty bây giờ mỗi một phiên là mỗi một tháng là ra được 8 phiên, 7 đến 8 phiên, 4 ngày là một phiên. Mỗi một phiên ra là dao động từ hơn 5 vạn đến 6 vạn cả một phiên. Hiện tại như bây giờ công ty đang bán ra một con gà lai chọi này là 17 ngàn một con. Trừ hết mọi chi phí đi rồi thì công nhân, nhân viên đi rồi thì nó cũng như năm nay là thu nhập cũng tương đối. Thành công của mô hình sản xuất giống gà lai chọi không những cung cấp cho người chăn nuôi giống gà chất lượng cao, sạch bệnh mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.